Ừ, tao mới ở đó về nè. Thì nói chung là nó cũng buồn lắm. Có gì mày lại đó mày ăn ủi nó đi nha. Ừ, rồi có gì nhắn tao biết nha. Rồi rồi rồi, ok ok. Nè, cơm này Ngân. Dạ, cảm ơn anh. Ủa, sao này trễ dữ vậy trời? Chà, mặc đồ đen thui thù lùi nữa nè, mấy đâu vậy? Bà của bạn em mới mất á, cho nên là em ghé giếng xong rồi tới ăn hơi trễ xíu. Nghe nói nè, thật sự á, cái cuộc sống này nó vô thường lắm. Nên thôi, cố gắng nha, gắng vượt qua. Có gì không được á thì gọi cho anh nha. Khùng hả? Là sao? Ba của bạn em chứ đâu phải ba em đâu. Ba em mất lâu rồi, anh không nhớ hay sao á? Nói cái chữ dính trong miệng gì trời. Ha, tính ra chú mất mới đây mà cũng mấy năm trời trời. Nhưng mà tưởng những con sống trời. Nam hả? Mày không nói chuyện á, người ta không nói mày câm đâu nha. Mày vô duyên quá. Để người ta ăn cơm đó, đi đi về nó mệt rồi ăn cơm mà mày ra mày còn làm phiền nó nữa. Chứ tao nói chuyện tự nhiên. Vậy thôi, em ăn cơm đi. Ok. Anh mà sao chết vậy? Nói tới mà thương á, để em kể cho anh nghe. Ba của bạn em á là bị ung thư bao tử. Ung thư? Trời đất ơi, bà về cái bệnh này cũng ghê, nghe cái chữ ung thư là thấy là thấy sợ liền em ha. Bây giờ tôi nói cuộc đời mà vô thường á. Tự nhiên đang khỏe mạnh, những cái báo cái chuyện bị bệnh ung thư là thấy giống như là án tử tới vậy đó. Không biết đâu mà lường được hết trơn á. Mà ba của bạn em lớn tuổi chưa? Ba của bạn em là cũng còn trẻ lắm, chưa tới 50 nữa. Mà anh biết không, từ lúc mà biết bệnh cho tới lúc mà mất á, có 2 tháng à. Bởi vì cái bệnh ung thư á, người lớn cũng có thể mắc được, mà người bệnh cũng mắc bệnh được. Và thậm chí anh nói nghe, tiểu đường nha, hồi xưa là toàn người lớn bị tiểu đường thôi, bây giờ con nít cũng bị tiểu đường nữa. Đúng rồi. Mà em biết không, cái bệnh huyết áp là từ từ, hồi xưa mình nghe nó là bệnh của người già phải không? Bây giờ con nít cũng bị bệnh huyết áp nữa. Rồi, tại vì anh biết sao không? Một phần á là do môi trường sống nè, với lại phần lớn hơn á là do cái cách sinh hoạt của mình nữa. Cho nên là nhiều khi mình ỷ y nè, mình nghĩ là mình lúc nào cũng khỏe hết trơn, cho nên là cuối cùng mình đổ bệnh mình không có ngờ tới. Đúng rồi. Nè, em nói cho anh nghe đó, anh á là khi mà anh đã thấy được triệu chứng rồi là anh phải đi khám liền. Anh mà không đi khám mà để cho nó nặng một cái là coi như là chỉ có chết thôi. Ê, mày giống như mày lẽ chù tao vậy trời. Cái chị thẳng cái mặt tao mà làm như mày muốn tao bệnh mày sao á? Không có, ý là tại vì quan tâm hiểu không? Quan tâm mày chỉ thẳng cái mặt tao mà kêu anh đó mà có bệnh thì đi khám thì thấy mày giống như mày chù tao bệnh vậy. Hiểu làm gì? Hiểu làm cái gì? Trời, tính ra nguy hiểm mà. Ê, mà anh hỏi ngừng cái trên cái cơ thể của mình á, cái bao tử nằm vị trí nào vậy? Để em chỉ anh cho. Nè, anh bây giờ anh nhấn vô cái bụng mình á là ở ngay đây nè, ở giữa bụng luôn đó. Ở đây là bao tử nè. Hay quá. Giờ anh mới biết luôn á trời. Vậy chứ trái tim nằm chỗ nào vậy? Trái tim nằm ở đây nè, đó. Nè, anh bên cái ngực trái nè, anh. Thì ra nó nằm chỗ nào? Hả? Tao không biết thiệt. Tao nói thiệt mà. Thì con khỉ á. Tao mà là con Ngân từ nãy giờ nó sáng một tay mặt mày rồi đó. Ủa gì kỳ vậy mọi người, tôi không biết thiệt mà. Thiệt á. Thiệt mà, tử nào giờ nằm bên phải mà. Thiệt. Thôi, mà hỏi thiệt nè, cái triệu chứng á của cái bệnh á ung thư dạ dày nó sao vậy? Tại vì á, cái này là nó cũng quan trọng lắm, nó liên quan tới những cái mà kiến thức mà em đã học từ trước tới giờ, cho nên là bây giờ em sẽ chia sẻ cho anh biết, anh hiểu không? Có nghĩa là cái triệu chứng bao tử này là nó cũng sẽ liên quan tới những cái mà triệu chứng hàng ngày của mình, nhưng mà khi mà mình để ý thì mình mới biết, còn khi mà mày dài dòng, mày đang rất dài dòng luôn. Mày chỉ cần mày nói đơn giản triệu chứng đó là cái gì thôi, chứ mày đừng đi từ A sang B sang C sang D gì nha. Vô thẳng vấn đề, triệu chứng là gì? Là đau bao tử nè. Nhanh. Rồi ở hơi nè, ở nóng nè, xong rồi ăn vô cái bắt đầu mắc ói. Đó. Rồi đó. Rồi xong rồi bị suy nhược cơ thể, kiểu người nó lả đi, nó mệt nè, rồi bắt đầu bị sụt ký. Chán ăn. Đúng rồi, chán ăn, bị sụt ký không rõ nguyên nhân là những cái đó, là những cái dấu hiệu đặc trưng của ung thư dạ dày đó. Đó, bởi vậy nè anh nè. Anh nè. Mày là chị, tao cho một cái rồi mày đừng có chỉ nha. Yên tâm đi, khỏi chỉ anh.
anh mày chưa bao giờ mà chán ăn hết, chỉ có thèm ăn thôi. Ừ. Số ký anh mày không bao giờ sụt hết, chỉ có tăng theo thời gian thôi, hiểu chưa? Nè, khám định kỳ thường xuyên. Mỗi lần gặp bác sĩ nói một câu hả, tao buồn luôn. Nói cái gì không? Đang buồn gì quá khỏe. Khỏe dữ lắm. Ủa mà Ngân ơi. Ê! Mày cái gì? Mày lắp mày điên hả? Trời ơi, đang nướng sườn bên kia qua đây hồi nào vậy? Chuyện của tao. Ủa, chúng ta nhiều chuyện dữ nè. Ủa, mà Ngân. Mà sao mà em biết là cái những cái triệu chứng đó là bị ung thư dạ dày? À, tại vì hồi đó em có học sơ qua cho nên là em nhớ, với lại ba của bạn em cũng mới bị mà, cho nên là nó có kể lại cho em mấy cái ngày mà trước khi ba nó mất á. Ừ. Cái em biết luôn. Ủa, mà xin tự nhiên hôm nay quan tâm mấy vụ này vậy? Mày điên quá. Hỏi nó biết như bé Ngân hồi nãy nói đó, nó biết rồi mình ngừa, thấy không? Rồi có lỡ bị cái gì á là mình phải đi khám liền. Chỉ người ta chỉ vậy rồi sao? Chị bị gì? Chị đây bị gì? Hỏi tới giờ này ế không ai thương là vậy đó. Vui duyên quá mà. Chắc đây có à, chơi tao ế trời ơi. Tao là đăng đăng đê đê công việc, hiểu không? Ờ, đây cũng đăng đăng đê đê, không thèm cô gái. Ồ, kiếm chuyện hoài trời. Biết không, thấy tay em đi gì mà em không đi. Mày bữa nay không sao trời? Anh mới là có sao á. Chà. Rồi rồi, anh ghi rồi nè. Rồi rồi rồi. Có gì coi nhập hàng cho anh nha. Rồi rồi. Cảm ơn nha Duyên. Cảm ơn em nhiều nha. Nè, bộ làm giàu cần tiền lắm sao hả? Bán hàng rồi giờ còn lấy livestream online bán hàng nữa. Trời ơi là trời. Rồi đợi tới số hết hả? Ờ, nuôi chồng em hả? Thôi giỡn vậy thôi vậy nha. Ok anh, cảm ơn nha. Rồi 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 rồi. Mình bị cái gì vậy ta? Sao mấy ngày nay đau quá vậy ta? Ông chủ. Ông chủ. Ôi. Mày làm cái gì mà kêu? Tao đâu có biết không? Con mới nói ông chủ làm cái gì, tại con kêu quá chứ kêu không nghe. Trời trời kêu lớn mà chịu nghe. Kêu cái gì? Ngân ăn xong rồi đợi chào về mà từ nãy giờ kêu hoài không trả lời. À, vậy hả? Dạ. À, xin lỗi anh đang tập trung nướng. Dạ. Anh đang tập trung nướng nướng sườn. À thôi em. Dạ. Em về đi. Dạ dạ vậy thôi em về, em chào anh Long, chào anh Nam về nha. Ừ. Hai anh nhớ giữ sức khỏe nha. Ok. Dạ. Nhớ là anh á. Anh nhớ. Ơi không có chị nha, không có chị. Nhớ nha. Biết rồi. Ê khoan đã. Money không thể nào thoát được, nhiều số mà đi không mà không thấy ai trả tiền á. Money thiếu được không? Thôi mày đẹp mà mày đẹp mà mày không biết sượng. Mày đẹp mà mày nói ra mày cũng biết sượng luôn. Không phải ý em mà. Thôi được rồi, về đi, về đi. Ok, về nha. Dạ. Ừ. Dạ. Ok. Dạ, có gì mai em lại ghé anh đưa ra. Ok, mai em. Dạ. Quá chán nản. Có gì cơm sườn cũng thiếu tiền hoài. Ơi. Này sao vậy trời, tự nhiên cái gì làm gì mà từ nãy giờ cái gì hoài vậy? Đâu có gì đâu. Ờ thôi. Dọn quán đi. Ủa dọn cái gì? Ủa con với ông chủ chưa ăn luôn á. Bây giờ mà dọn cái về nhà ăn rồi bày ở nhà nữa dơ nữa, ta ăn xong ta dọn cho nó gọn luôn. Ờ dọn ăn đi. Ừ. Này lại lấy sườn ăn luôn. Hồi ăn phần của tao luôn đi, tao không ăn đâu. Ê khoan. Ê bữa nay sao ra ngộ nha. Sao, thường sao? Thường á là có ăn một dĩa cơm một miếng sườn, xin thêm miếng nữa rồi nói là mày ăn chi cho nhiều, ăn nhiều mập thay, rồi ăn nhiều cho mập rồi bệnh, rồi xong bữa nay hào phóng vậy cho ăn hai dĩa cơm hai miếng sườn luôn hả? Có sao chuyện mà, gì mày quá đi Nam, xong mày sao mày 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 bớt nhiều chuyện tao xíu đi, mày nhiều chuyện với người ta đủ rồi, còn tao thì bỏ qua bớt đi. Không phải ám thôi, coi như gần cái trăm tập mà mình chưa ám xong nữa nè. Ờ ăn đi rồi xong rồi dọn nha. Ủa cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên cái ở ói vậy? Ê! À! Triệu chứng! Mày khùng quá! Triệu chứng! Chứng cái đầu mày á. Nè! Đừng đùa ẻo chưa? Hôm qua... về buồn quá, uống bia rồi. Cho nên hôm nay chắc nó hơi chột bụng chứ. Tại lâu quá không uống mà. À, hên bia cứu quá trời. Không có bia mà ở cái này là nguy hiểm lắm nha. Hên á. Hên cái đầu mày á. Thôi ăn đi. Rồi lo dọn dẹp. Tao về trước á. Thôi về đi xíu về nha.
bữa nay nhìn thần sắc ông chủ thấy nó lạ lạ vậy trời. Chú. Ừ. Nay thấy trong người sao rồi? Đỡ chưa? Chứ thấy cái mặt còn xanh lè nha. Đỡ rồi, yên tâm đi. Trời ơi, mà uống có lon bia đâu mà thấy gớm như tác hại dữ vậy trời. Ừ. Làm gì? Ta đang tính sổ sách của cuối tháng này nè, coi nhập nguyên liệu, vật liệu này nọ nữa. Trời ơi là trời, cái người đã mệt thì vô trong nghỉ ngơi đi, nào khỏe là mấy cái chuyện này con làm được mà. Có gì sắp tới chắc tao giao cái này lại cho mày luôn quá. Gì trời? Trời trời, nói chơi cái làm thiệt luôn hả trời? Ủa mắc cười nha, mấy lần trước là năn nỉ giao luôn á, không giao sợ tao biển thủ. Sao bữa nay nó chơi cái làm thiệt luôn vậy? Thì mốt lỡ đi vô đâu đó nè, rồi mày biết đường mà lấy nguyên liệu ở đâu, vật liệu ở đâu chứ. Rồi lúc mà lấy bậy bạ người ta chửi cho nữa. Ờ ha. Mày làm được không vậy? Trời ơi trời. Nói chuyện của bộ kỳ dễ dữ ta. Trời ơi là trời, làm tới cái gì còn được, huống chi làm chủ. Nó dễ mà. Ờ nói này hay lắm, cứ mỗi lần tao vắng tao quay về là có chuyện không à. Thì có chuyện thì chưa làm chủ được, lúc đó còn làm bưng cơm, bây giờ tao có kinh nghiệm rồi. Bao năm trời rồi, ông chủ đi đi, nướng sườn làm có mình ông chủ nướng thôi, còn tất cả việc trong việc ngoài đều là con hết. Rồi nguyên liệu vật liệu rồi lấy đâu mà biết chưa? Trời ơi là trời, con cũng là người đi giao tiền lấy vật liệu chứ là ai. Đúng chưa? Biết hết rồi, yên tâm đi. Rồi, về tới yên tâm, nhưng mà nè, còn những cái phần này nữa nè. Rồi cái gì giao tiền cho bạn ta này vậy nè. Đó. Thấy chưa? Sao? Ờ, làm hết chưa? Tính ra làm chủ cũng dễ ha. Ghi có một tờ giấy và một là biết hết kinh nghiệm luôn á. Nè, lý thuyết chứ là trên giấy thôi, thực hành mới là quan trọng, nghe chưa? Trời ơi, chứ làm lâu người ta biết rồi, giao rồi cứ hay nói tới nói lui quá. Rồi, vô nghỉ ngơi. Cái gì vậy? Nè. Là gì? Lương của mày á. Mày điên hả? Đau á, đau á. Nhéo cái, nhéo cái. Nhéo cái, nhéo một cái. Ôi trời ơi là trời. Tôi tỉnh rồi phải mơ. Chỗ nào vậy? Sao dán kỹ vậy? Này rồi, đó mày mở đó ra. Dán kỹ quá. Trời ơi là trời. Ôi trời. Trời ơi trời, lần đầu tiên cầm nhiều tiền như vậy đó. Ôi trời. Cảm ơn ông chủ, ông chủ. Trời ơi, cuối cùng thì ngày ấy cũng tới rồi. Sao bao nhiêu năm chờ đợi, trời ơi là trời. Mày làm cái gì vậy? Mày làm quá, tao tưởng tao nhìn vô, tao tưởng tao là áp bức bóc lột mày đó nha. Hỏi đi, hỏi tất cả những người coi đi. Ai cũng mong ngày này hết. Ai cũng trông chờ ngày này hết. Đúng chưa? Ê mà khoan đã. Ê, theo như mà một số mà comment á, có nghĩa là cái ngày con nhận lương là cái ngày là tiệm cơm mình kết thúc hả? Mày điên quá. Cái là người ta comment là chuyện người ta. Còn quán cơm này á sẽ vẫn tồn tại. Khi nào người ta còn thích á là mình còn tồn tại, hiểu chưa? Trời ơi mừng quá mọi người ơi. Trời ơi mừng quá trời luôn. Vậy là có lương rồi. Sắp tới á mày cũng phải lo thế tao để chăm sóc quán cơm nha. Nhiều khi ta đi đâu đó du lịch chẳng hạn, tao qua thăm ông chủ cũ nè, đồ này nọ thì tao cho nó khuây khỏa đi, mày khỏi quán cơm giùm. Không được đâu. Trời ơi trời, có ông chủ gánh cho con chứ mình con làm được gì. Không được đâu, Long là phải có Nam. Long đi rồi Nam ở với ai, không vui. Thì ta sẽ cố gắng mà. Sao bữa nay tự nhiên nói mấy. Ủa sao vậy? Bị gì vậy? Hả? À không gì. Đau bụng hả? À nó hơi đau chút xíu. Ủa sao có lon bia mà từ qua giờ vẫn còn đau vậy? Ê, cái này không được nha. Cái này không được nha. Nguy hiểm nha. Đi khám bác sĩ liền. Xem có bị gì không thì chữa chứ tự nhiên cái đau bụng là sao? Mày điên, mày điên quá. Có gì đâu khám bác sĩ. Tao uống thuốc hết rồi, không sao đâu. Ủa không đi khám bác sĩ, không có bệnh. Mắc gì uống thuốc? Uống cho vui hả? Thì không có gì đâu thì... Đang giấu con cái gì? Đang giấu con chuyện gì? Hả? Sao uống thuốc? Có gì nói nghe coi. Chắc không có gì đâu. Không có gì sao uống thuốc? Thôi được rồi. Con gọi điện thoại về quê, con nói với ba là ông chủ lì lắm, không chịu đi khám bệnh. Mày điên. Con nè bấm số. Mày bỏ mặt, mày làm cái gì vậy? Chứ họ có bệnh mà sao không chịu đi khám? Chắc tao bị ung thư quá.
cái chuyện không ai... được. Bác sĩ nào nói? Ông bác sĩ nào nói? Ai nói mà tại sao biết được mình bị ung thư? Không ai nói hết trơn á. Nhưng mà tại hôm bữa cái vụ mà mày nhớ con Ngân nó ngồi đang nói chuyện không? Nó nói cái gì ba của đứa bạn nó gì đó bị mất đó vì cái bệnh ung thư đó. Mà nó kể những cái chứng bệnh đó là giống như là ói rồi chán ăn rồi đau bụng. Những cái đó hình như tao thấy nó giống hết vậy đó. Làm sao mà giống được? Người ta là ung thư còn ông chủ mà ói đau bụng có khi mình có bầu thì sao? Ba không phải nhưng mà có khi là mình bị một cái triệu chứng gì nó giống vậy thôi nhưng mà không phải là ung thư. Tại sao lại khẳng định mình là ung thư? Bây giờ không nói nữa, dẹp hết đi khám đi. Đi khám. Mày đi khám bệnh ai lo cái quán cơm này? Dẹp hết, không có bán gì hết. Đi khám bệnh là sức khỏe quan trọng nhất. Nè, đi, tụi con đi khám bệnh. Nè, đi liền bây giờ luôn hả? Đi liền. Không được, mày. Dũng, hồi nãy vô á, lúc vô khám á, bác sĩ có nói gì với ông chủ không? Nhưng mà lúc á, mà khám á, ông chủ có để ý cái biểu hiện của bác sĩ không? Giống như là, thí dụ như bệnh nặng người ta sẽ... Trời ơi, sao cái gì cũng biết vậy? Biết vậy hồi nãy con vô khám với ông chủ được rồi. Nè, ở đây là bệnh viện, chứ không phải là cái chợ. Nhỏ tiếng giùm. Đang đợi lấy kết quả đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Ngồi yên đó đi, đừng đi lung tung. Tôi vô coi có kết quả chưa. Dạ cảm ơn bác sĩ. Mày sao có tật về lúc nào hấp ta hấp tấp. Nhưng mà chắc không sao đâu hả ông chủ hả? Hy vọng là vậy. Bác sĩ có kết quả chưa bác sĩ? Anh là người nhà của bệnh nhân hả? Đúng rồi. Mong là hai anh hết sức bình tĩnh nghe tôi thông báo đây. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Và cuối cùng là chúng tôi đã tìm ra căn bệnh, đó là bệnh đau dạ dày. Là sao? Là tôi sẽ kê thuốc cho anh. Và tôi nghĩ là anh uống trong một thời gian ngắn và cố gắng kiên cử thức uống có ga là sẽ hết thôi. Sao? Mày làm gì vậy? Đừng cản. Mày làm cái gì vậy? Mày điên hả? Uổng mấy giọt nước mắt hả? Uổng á. Mày làm. Ủa, phan. À, anh bị gì vậy? Bác sĩ đừng nói trơn á. Mày làm cái gì? Cản, phan cái chứ tức. Phan cái gì? Mày khùng quá trong bệnh viện gì hả? Mày điên. À, ngây ngô quá. À dạ. Đau dạ dày mà. Ờ đúng rồi. Đau dạ dày, đây kết quả đây. Mắc gì kêu ta bình tĩnh? Hả? Hả? Mắc gì kêu ta bình tĩnh? Rồi mắc gì chúng tôi đã hết sức? Hết sức thật mà. Chúng tôi phải cố gắng hết sức để mà nội soi, để mà siêu âm rồi mới biết ra là căn bệnh đau dạ dày. Dạ bác sĩ trong phim á, thường thường mà bác sĩ mà bước ra nói chúng tôi đã cố gắng hết sức là người đó chuẩn bị đi rồi đó. Thế là trời ơi. Trời đất ơi. Anh coi phim nhiều quá rồi. Nè, kết quả nè. Dạ, cảm ơn bác sĩ nha. Thôi. Ta nói cũng đúng mà, không có gì đâu mà sai. Canh nha, canh ngoài công an viện nha. Mặc đồ thường ra biết tôi. Sao mày khổ mày ghê. Thôi, vậy là vui rồi, đi về. Thấy chưa, thấy con nói đúng không? Sao? Nó nói rồi. Bệnh là mình không có chuyên môn, mình không có tự dự đoán được. Phải đến bác sĩ người ta biết, người ta chuyên môn, người ta mới biết mình bệnh gì. Mới có ở chui lên chút xíu, đau bao tử mà nghĩ mình bệnh ung thư. Con nói nha, có bệnh không được tự chẩn đoán ở nhà, phải đi khám. Chứ mà cứ ở nhà cứ nghĩ bệnh này bệnh kia hả, bị tâm bệnh còn nặng hơn nữa, hết chị luôn á. Tao lo mà, mày nghĩ đi, nếu mà mày lo không? Thì chắc chắn là vậy, nhưng mà con sẽ đi khám chứ con không thể nào ở nhà mà suốt ngày nghĩ mình bệnh này bệnh kia. Thôi, tao xin lỗi được chưa, rồi cái gì mai mốt rồi tao tự lôi bản thân mình rồi tao mỗi lần cái gì tao đi khám đàng hoàng được chưa? Rồi, đi rồi, thôi về. Khoan đã. Cái gì? Đưa cái bao tử tiền hồi nãy coi. Hả? Ủa, đưa lại chi?
cái lương người ta phát mới lần đầu tiên nhận lương luôn. Biết rồi mà nãy tao gom hết tiền tao đưa vô bao thử cho mày rồi, tao đưa lương cho mày rồi, bây giờ đâu có tiền tao mà trả tiền viện phí lại lấy toa thuốc. Không, nhưng mà cái này là lương của con. Tao biết là lương của mày rồi, bây giờ tao đưa hết rồi, bây giờ tao ra tao lấy lại để tao đưa tiền viện phí rồi tiền rồi mua thuốc này nọ. Vậy coi như tao thiếu mày đi, rồi sáng sau tao trả cho. Vậy nha, vậy nha. Ôi trời, tao bỏ vô chưa kịp nóng rồi mà móc ra liền rồi trời. Lương thiếu hoài gì làm ăn gì được nữa. Nè, đề nghị anh trật tự nghe. Không, đang cố gắng hết sức nè. Đang cố thử lắm nè. Nói một hồi là không cố gắng hết sức đó nha.